xót xa tuổi già cô đơn bệnh tật của diễn viên Hoàng Lan. Hoàn cảnh tuổi già neo đơn, một thân một mình chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo của nữ nghệ sĩ Hoàng Lan khiến nhiều người không khỏi xót xa. Câu chuyện cảm động của nghệ sĩ Hoàng Lan. Tối ngày 31 tháng 5, tập 6 Hát Mãi Ước Mơ lên sóng cùng với tiết mục dự thi của 4 thí sinh Bích Ngọc, Văn Điệp, Hoàng Quyên và cô Nguyễn Thị Mẫn. Nữ diễn viên Hài Cát Phượng là khách mời đặc biệt trong tuần này bên cạnh Trấn Thành và Cẩm Ly. Bên cạnh những tiết mục cảm động đến từ các thí sinh, trong đêm thi tối qua, khán giả còn được chứng kiến câu chuyện bất hạnh của nghệ sĩ Hoàng Lan thông qua tiết mục dự thi của cô bé Hoàng Quyên. Cảm thông trước hoàn cảnh neo đơn của người diễn viên tài năng ở tuổi xế chiều, Hoàng Quyên đăng ký chương trình với mong muốn dùng tiếng hát của mình giúp đỡ cô một phần tiền để chữa bệnh. Nghệ sĩ Hoàng Lan là người tạo được ấn tượng với khán giả cả nước bằng những giai viễn chua ngoa, đanh đá trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hay trong những bộ phim như Ngã Rẽ Cuộc Đời, Cổng Mặt Trời. Tuy nhiên, đằng sau những hào quang trên sân khấu ấy lại là những góc khuất ít ai thấu hiểu được. Hôn nhân tan vỡ, làm ăn thua lỗ, bệnh tật kéo đến khiến đôi vai của người phụ nữ ở tuổi lẽ ra đã an nhàn, ngã quỵ. Hiện tại, cô sống trong căn nhà thuê chật hẹp, ngày ngày một mình chiến đấu với căn bệnh dù biết rõ chẳng còn khả năng chữa trị. Di chứng từ căn bệnh tai biến khiến cô chỉ nằm một chỗ, tay chân không tự chủ được. Không chỉ vậy, một bên mắt của cô hiện đã không còn giác mạc nên không còn nhìn thấy gì. Đến với chương trình, Hoàng Quyên tự tin trình diễn bài hát Ánh Mắt Của Cha. Với chất giọng khỏe và truyền cảm, cô nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Trấn Thành đặc biệt bày tỏ sự yêu mến và cảm kích đối với Hoàng Quyên. Một bạn trẻ chỉ mới 18 tuổi lại nhớ đến diễn viên Hoàng Lan và tham gia chương trình để giúp đỡ cô. Điều duy nhất khiến người nghệ sĩ có thể sống tiếp quãng đời còn lại là còn khán giả, Trấn Thành bày tỏ. Đồng cảm trước cô em gái có cùng hoàn cảnh tự lập sớm, thiếu vắng tình thương cha mẹ, Bích Ngọc tham gia chương trình với mong ước giúp đàn em vượt khó và thực hiện được ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình. Cô thể hiện ca khúc Cây Vĩ Cầm và cũng là người giành được số điểm cao nhất ở vòng thi đầu tiên. Câu chuyện tiếp theo được kể bởi anh Nguyễn Văn Điệp, hiện làm nghề bán khăn dạo. Cả anh và vợ đều sống trong cảnh túng quẫn suốt từ khi lấy nhau đến hiện tại. Vất vả là thế, nhưng bằng tình yêu thương, cả hai anh chị đã đồng cam cộng khổ suốt mấy chục năm. Chẳng oán trách nhau nửa lời, tham gia chương trình, anh Điệp chia sẻ mong muốn hát tặng vợ một bài hát nhằm giúp vợ vơi đi nỗi buồn vì trước giờ anh chưa tặng chị được một món quà gì. Khép lại đêm thi là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mẫn, một người mẹ gần 70 tuổi bị khiếm thị. Cách đây vài năm, cô bị cưa bỏ một bên chân vì hoại tử sau tai nạn. Trong quá trình chữa trị, cô phải vay mượn tiền nhưng rồi trả mãi vẫn không hết. Bỏ qua những buồn tủi của bản thân, cô tìm đến với cuộc thi với nguyện vọng kiếm tiền làm của hồi môn cho cô con gái. Bằng giọng hát và sự trải nghiệm của mình, nữ thí sinh lớn tuổi khiến không ít người xúc động ngay khi vừa cất những câu hát đầu tiên. Với số điểm từ ba vị giám khảo Bích Ngọc và Hoàng Quyên hòa nhau 59 điểm, như vậy kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc hoàn toàn từ số điểm của khán giả. Sau cùng, cô bé Hoàng Quyên về nhì với 98 điểm, giành phần thưởng 25 triệu đồng. Còn Bích Ngọc là người chiến thắng với số điểm tròn 100 cùng giải thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Diễn viên Hoàng Lan bị hư một mắt, nằm liệt giường vì bệnh. Mặc dù đã được phẫu thuật, thế nhưng mắt phải của diễn viên Hoàng Lan đã bị mù vĩnh viễn. Mắt trái cũng không còn nhìn thấy rõ. Trước đó, thông tin nữ diễn viên Hoàng Lan mắc bệnh hiểm nghèo đã khiến nhiều khán giả lẫn các đồng nghiệp không khỏi xót xa. Điều đáng nói là chị phải một mình chống chọi bệnh tật, vì không có chồng con bên cạnh. Trước hoàn cảnh đáng thương của đồng nghiệp, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định tổ chức đêm nhạc từ thiện và quyên góp được 300 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với chị khi có đủ chi phí điều trị, thế nhưng chỉ sau một năm điều trị, bệnh tình của chị chuyển biến ngày càng nặng hơn. Được biết, hơn một năm trước, nghệ sĩ Hoàng Lan phát hiện mắt trái đau nhức mờ dần, không còn nhìn thấy rõ. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán chị bị tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt, nếu không mổ kịp thời sẽ có nguy cơ bị mù. Sau đêm nhạc quyên góp giúp đỡ vào cuối tháng 3 năm 2014,
chị đã dùng số tiền đó để điều trị nhiều bệnh trong người. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, mắt phải của chị đã được mổ, nhưng chỉ sau một tháng chữa trị thì bệnh tình chuyển biến ngày càng nặng hơn. Để thuận tiện cho việc đi lại, chị quyết định đến phòng khám riêng của bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật trước đó để chữa trị. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Lan, chi phí cho mỗi lần tái khám là 500.000 đồng. Bác sĩ cho thuốc nhỏ mắt điều trị được 6 tháng, nhưng bệnh vẫn không sao chữa được. Bác sĩ trả về vì mắt phải đã bị hư, không còn nhìn thấy mọi vật xung quanh. Riêng mắt trái đang chuyển biến rất xấu, đứng trước khả năng có thể bị mù. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không còn nhìn thấy được anh chị em đồng nghiệp và gần như không còn cơ hội để được đứng trên sân khấu. Với tinh thần còn nước còn tát, nghệ sĩ Hoàng Lan tiếp tục đến bệnh viện mắt Cao Thắng để chữa trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh tình của chị diễn biến ngày càng xấu đi, phải tìm được người hiến giác mạc mới có hy vọng cứu chữa. Nếu không, chị phải bỏ đi mắt phải để tránh làm ảnh hưởng nặng đến mắt trái. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoàng Lan cũng mang trong mình nhiều bệnh, thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch. Theo đó, các cơn đau khớp vẫn diễn biến khó lường, lúc hết lúc không. Đặc biệt, vào những hôm trời mưa, cơn đau xảy ra liên tục, khiến chị nằm liệt giường không thể di chuyển. Nghệ sĩ Hoàng Lan chia sẻ trong nước mắt, từ khi bị bệnh, tôi trở nên sống khép kín, chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ chưa đầy 15 mét vuông. Nhiều lúc tôi tuyệt vọng, muốn chấm dứt cuộc đời vì không thể trở lại với nghề. Bên cạnh đó, tôi cũng phải chữa trị các bệnh khác, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghệ sĩ Hoàng Lan được nhiều khán giả biết đến qua hình ảnh diễn viên chuyên trị các vai má mì, giám đốc, chủ quán cơm tù trong các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời. Với lối diễn xuất tự nhiên và cảm xúc, chị được coi là bà trùm vai ác trên màn ảnh. Thậm chí nhiều khán giả nhận xét, chỉ cần nghe giọng nói đã thấy hợp vì khả năng diễn xuất tuyệt vời của Hoàng Lan. Diễn viên Hoàng Lan không thể đi lại vì di chứng phẫu thuật. Nếu trước đây việc đi đứng dù yếu nhưng còn có thể, thì bây giờ diễn viên Hoàng Lan đến việc ngồi một chỗ cũng phải dịnh dây để không ngã. Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh của diễn viên Hoàng Lan không thể đi lại. Cơ thể của bà được buộc vào một sợi dây mới có thể ngồi dậy. Phóng viên JinVN tìm đến nhà của nữ nghệ sĩ từng nổi danh nhờ chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tại chung cư Ngô Gia Tự, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự tình. Hoàng Lan ở tạm trong một căn phòng nhỏ tại nhà em gái. Trong phòng có hai sợi dây được buộc chặt ở cuối giường và ngay cửa ra vào. Có người đến thăm nhưng diễn viên U60 cũng không thể ngồi dậy được vì mệt. Bà Thiều Thào bảo sau ca phẫu thuật cột sống gần một năm trước ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, ngỡ đâu có thể đi lại được nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Bác sĩ thông báo tôi bị Parkinson, di chứng sau ca phẫu thuật, nên chân tay lúc nào cũng run rẩy. Từ trước Tết đến giờ, cơ thể tôi đau nhức, chân tay sưng phù, không thể cử động được nữa. Nếu trước đây tôi có thể đi lại dù còn yếu, thì bây giờ phải có người giúp, tôi mới ngồi dậy được, bà xót xa kể lại. Nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết, bà uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì tình trạng đau nhức có cải thiện. Nhưng càng uống thuốc, cơ thể bị ứ nước nên tăng cân, dù việc ăn uống cũng khó khăn. Vì không muốn làm phiền người thân, bà nhờ em gái cột hai sợi dây trong phòng để nửa đêm có thể tự ngồi dậy đi vệ sinh. Nghĩ đến tình trạng của mình, bà rớt nước mắt, nói trong đứt quãng: bệnh của tôi hết cách rồi, tôi ước mình có thể chết đi, chết là hết, không còn đau đớn, bệnh tật gì cả. Nhiều đêm tôi không ngủ được, nghĩ đến việc mình trở thành gánh nặng cho mấy đứa em mà đau quá, tôi không chịu nổi. Bà bảo số tiền của Đàm Vĩnh Hưng và đồng nghiệp quyên tặng trong năm 2014, bà dành để chữa bệnh, nhưng phải sống tiện tặng lắm mới đủ cho chi phí điều trị. Bà mong muốn đôi chân có thể lành lặn, đi lại được để tự kiếm tiền nuôi mình vì sợ phải bám vào người khác. Sau khi tình trạng của bà được chia sẻ, nhiều cá nhân cũng đã tìm đến chỗ nghệ sĩ Hoàng Lan ở để thăm hỏi. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1958, bà vào nghề năm 1977. Gắn bó 20 năm với sân khấu kịch, bà nổi lên từ chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Sau đó, nữ diễn viên rời khỏi đoàn kịch chuyển sang đóng phim truyền hình. Bà từng đóng các phim Sóng Gió Cuộc Đời, Cổng Mặt Trời. Năm 2011, bà làm ăn sa sút, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Chồng bà bỏ đi,
Mỗi khi nhắc đến ông, bà xua tay bảo đừng nói nữa. Cũng trong năm này, nữ diễn viên phát hiện mình có máu bầm trong não, phải phẫu thuật tai biến. Sau đó, bác sĩ thông báo bà bị cục sống nhưng khuyên nên chữa trị bằng phương pháp châm cứu thay vì mổ. Năm 2014, nhờ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức đêm nhạc quyên góp, bà có kinh phí để điều trị ở nhiều nơi, song đều không có kết quả. Năm 2016, nghệ sĩ Hoàng Lan được người thân đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình, thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật cột sống. Sau gần một năm, hiện cơ thể của bà để lại di chứng khiến việc đi lại gần như bất khả thi.